Em chào các bác. Em chào các bác. Chào các bác, chào các bác. Có bác nào không ạ? Hòa Nguyễn. Hey. Xin chào. Hello everyone. Ngày nào em cũng lên em nói em nói giết cho chúng nó rát tai thôi. Em nói giết cho chúng nó rát tai thôi. Hello, hello everyone. How are you? I'm good. Still a lot of energy to talk today. Em vẫn rất có nhiều năng lượng để nói. À, Thịnh Chố đấy à. Thịnh Chố ơi. Thank you. Nữ sinh Đồng Khánh. Áo sơ mi trắng à, đẹp gái phết. Ok. Tại vì em canh ấy, em canh là hôm nay em sẽ nói rất nhiều. Em sẽ nói từ Đông sang Tây, từ Cổ Chí Kim, từ A đến Z, một từ Ải Nam Quang đến Thác Bản Dốc, một từ Mũi Cà Mau đến Cao Nguyên Đá Đồng Văn. Đấy. Em nói từ Duyên Hải miền Trung đến Đồng Bằng Sông Cửu Long, đến Đồng Bằng Sông Hồng, đến Trung Du Bắc Bộ, đến Tây Nguyên Đông Nam Bộ, các kiểu con đà điểu nói ngoài, các kiểu con gì ta? Các kiểu con gì mà vần vần ấy nhỉ. Dạ, áo nữ sinh Đồng Khánh có quả áo sơ mi chơi đẹp hôm nay sơ mi đấy. Tóm lại là tình hình là rất chi tình hình, thủ tục đã chào đã xong, tránh câu giờ mất thời gian của quý vị và các bạn và các bác đã ủng hộ em như này. Cái vấn đề là Việt Nam ấy, khi mà cái tờ báo VN Express vừa mới nói rằng quý 2 năm 2017 Việt Nam sẽ nhập khẩu trứng và muối. À, đọc cái tin đó thì ai cũng phải đau lòng và nhiều người thì bày tỏ những cảm xúc rất là khác nhau. Người thì đau lòng, người thì cười, người thì nhăn mặt, người thì khóc, người thì phẫn nộ, người thì ức chế, người thì tức giận. Đấy. Nhưng mà các bác phải nhìn vào thực tế là Việt Nam chúng ta ấy 80% là những cái mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Qua đường chính ngạch cũng có, mà qua đường tiểu ngạch cũng có. Đấy, mà đa số những cái hàng Trung Quốc là không phải là tất cả những hàng Trung Quốc đều là xấu đâu nhá. Trung Quốc nó khôn phết ấy, nó mà sản xuất mà hàng nội địa mà nó xài hàng Trung Quốc mà có chất lượng ấy là nó để lại nó xài, còn cái đồ mà ôi thiêu mốc hỏng đấy là nó tống sang Việt Nam, nó đi không được bằng đường chính ngạch đấy thì nó lại lách bằng đường tiểu ngạch. Cái đa phần người Việt Nam mình thì lại tham rẻ, cái tâm lý tham rẻ nó làm cho Việt Nam mình, có nghĩa là khi mà nó buôn lậu qua biên giới đấy, đấy chẳng hạn như thế, thế thì qua hải quan thì như mấy bố hải quan thì biết là hải quan thì lại chùm sò về tham nhũng. Thế là nó đã đấm cho một ít thịt vào mồm, thế là miếng thịt bịp mồm, thế là thôi, mày đi đi, sống chết mặc bay, tiền thầy đút túi. Đấy, cho nên là rất là mệt mỏi. Cái đường tiểu ngạch đó là chính là cái đường buôn lậu mà không nộp thuế. Đấy, thế là các cái hàng mà trôi nổi này, không rõ nguồn gốc này, thậm chí có đợt vừa rồi năm ngoái báo chí phanh phui ra là nó nhập khẩu những cái loại thịt gà hay thịt lợn gì mà để những tận những cái năm 60 của thế kỷ 20, vậy là 40 mấy năm, 70 mấy năm, à đâu, từ những cái năm 60, 40 mấy năm trời, 50 năm trời đấy, đông lạnh, thịt đông lạnh tuồn sang Việt Nam. Việt Nam là một cái thùng rác của Trung Quốc đấy. Khi mà Trung Quốc xuất khẩu cái sản phẩm trứng sang Singapore thì hải quan Singapore đã lập biên bản và
tiêu hủy toàn bộ, hình như không tiêu hủy mà trả lại về cho phía Trung Quốc, là cái trứng này không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cái chỗ trứng đấy thì chắc chắn là Trung Quốc nó sẽ không bao giờ nó tiêu hủy, mà nó sẽ tuồn sang Việt Nam. Đấy, Trung Quốc nó rất giỏi về cái việc làm giả trứng, làm giả tất cả mọi thứ, sữa, trứng, thuốc tây này, rồi là các sản phẩm làm đẹp này, rồi là thực phẩm chức năng, rồi là gọi là đủ thứ, gọi là thượng vàng hạ cám, cái đéo gì nó cũng làm giả được. Đấy, thế cho nên là nguy hiểm vô cùng khi mà cái lượng trứng đấy nó không tiêu hủy. Và sắp tới đây là quý 2 năm 2017 là Việt Nam sẽ nhập khẩu trứng. Đấy thì biết mà nhập khẩu lại chủ yếu là từ Trung Quốc. Đấy, trứng nó nhập vào Trung Quốc, thế xong ăn vào, thế xong bắt đầu là ủ bệnh, thế là chết cả đám. Đấy, thế còn cái vấn đề muối. Mỉa mai thay và đau lòng thay khi đất nước Việt Nam với 3.000 km bờ biển, trải dài từ Thanh Hóa cho đến tiếp tận mũi Cà Mau, không có lý do gì để chúng ta phải nhập khẩu muối cả. Đấy, nếu mà nhập khẩu các mặt hàng khác tôi có thể chấp nhận được, nhưng riêng nhập khẩu muối thì đấy là một sự sỉ nhục. Đấy, một sự sỉ nhục đối với cả người dân Việt Nam. Thế đéo nào mà lại biển thì dài ngoẵng ra, cái nguồn mà nước biển muối lại làm muối thì nó là vô vàn luôn, mà lại đi nhập khẩu muối, nên chúng nó bị điên à. Đấy, thế cho nên là đỉnh cao trí tuệ lãnh đạo nó mệt mỏi vô cùng. Cho nên là vì sao một cái sự mà má nó xù hết cả đầu lên đây này, tức tức lắm. Thế bây giờ như này, có một câu chuyện như thế này, à quên, kể một cái câu chuyện mà như thế này. Có một ông vua, ông ấy ăn quá nhiều sơn hào hải vị ấy, ông ấy no quá, thế là ông ấy không, ông ấy chán quá, bây giờ ông ấy kiếm một cái gì đó mà ăn thôi. Thế một hôm ông gọi quần thần, một vị quần thần vào, ông bảo là bây giờ ta ban cho ngươi đồ ăn của ta rất là ngon, ngươi ăn đi. Đấy, sau là cái người đó cảm ơn vị vua đó, thì vị vua đó nói rằng là cho ta hỏi ngươi một câu, thế theo ngươi thì trên đời này cái gì ăn là ngon nhất? Đấy, thì vị đấy thì mới trả lời là theo thần thì là muối là ngon nhất. Ông vua nổi giận lôi đình lên, thế là bắt đầu là phạt. Đấy, phạt cái vị này, cái vị quan này. Đấy, nhập hết, nhập cả tăm giấy vệ sinh. Nói thật cho các bác, đợi em kể xong cái câu chuyện này đã rồi em nói về cái vấn đề nhập tăm, nhập giấy vệ sinh này. Cái muối nó rất là quan trọng. Thế đến khi mà ông này là chuẩn bị là bị mang ra để đánh cho vài trượng vì cái tội mà chê đồ ăn của vua. Đấy là ông bảo trước khi mà trước khi mà bệ hạ mà xử phạt thần đấy, thì bây giờ yêu cầu là bệ hạ nấu những cái món sơn hào hải vị của bệ hạ mà không có muối thì bệ hạ ăn được không? Thì nó nhạt nhách à. Đấy, thế cho nên là vì sao cái hạt muối nó rất quan trọng. Nếu như không có muối để ướp vào các loại gia vị, các loại thức ăn thì gọi là sơn hào hải vị, gọi như là thượng vàng hạ cám, gọi là từ sừng tê, từ cái gọi là vi cá mập đến cái bảo ngư vây cá cũng không ngon. Muối rất quan trọng. Nên là các bác biết vì sao không? Việt Nam bây giờ muối để làm mắm, mà mắm là quốc hồn quốc túy của người dân Việt Nam. Các bác biết là đấy. Không ở đâu mà có cái nét văn hóa giống như ở Việt Nam cả. Trong cái mâm cơm của người Việt lúc nào có một chén nước mắm ở giữa. Cái chén nước mắm đấy nó đậm đà, nó biểu tượng cho cái sự gắn kết giữa các thành viên cho gia đình. Đấy, cho nên đầu năm mà mua muối, cuối năm mua vôi, mua muối mặn mòi để mà tăng thêm cái tình cảm của những thành viên trong gia đình. Cho nên đầu năm mua mắm, mua muối là chính xác. Đấy, thì mắm muối em không có, nhưng mắm thì rất có nhiều, các bác cứ mua cho em. Đấy, cuối năm mua vôi là vôi thì để khử mấy cái gọi là xua đuổi tà ma các thứ đấy, rồi là các thứ đấy.
Thế cho nên là vì sao? Có ai giải thích cho em, những người mà đang theo dõi cái trực tiếp của em, giải thích giúp em tại sao 3.000 kilo, 3.000, xin lỗi, toàn là kilo thôi, 3.000 cây số bờ biển chúng ta lại phải nhập khẩu muối, mà trong khi đấy các bạn biết là muối rất quý, nhưng mà diêm dân làm muối thì cực kỳ khổ mà vất vả, làm ma mồ hôi mồ kê nhễ nhại nóng nôi, rồi là muối mặn nó bốc lên trên mặt, rồi nó chảy mồ hôi, nó cái những cái giọt mồ hôi nó đậm cái vị mặn mòi của biển. Những người diêm dân ở, khi mà tôi về một cái vùng mà gọi là cái làng đó là cái làng Mỹ Tường tại huyện, tại xã Cà Ná của tỉnh Ninh Thuận, tôi thăm cái làng làm muối đó, họ làm muối họ vất vả vô cùng luôn, mà chỉ có bán được xem nào khoảng 3.000 một cân muối thôi, không đến nữa chứ, không đến đâu ra mà 3.000, 1.500 một cân muối, mà làm ra một cân muối nó vất vả vô cùng đấy. Cho nên là đỉnh cao trí tuệ mà lãnh đạo cái kiểu lồn trâu gì mà thượng vàng hạ cám, mà cái đéo gì cũng phải nhập khẩu, bây giờ đến muối cũng phải nhập là thế nào, rất chán. Nên là thà rằng là chúng ta không có phát triển được, chúng ta không có giỏi, chúng ta sẽ nhập khẩu những cái thứ mà chúng ta không làm được, chúng ta không có sẵn. Ví dụ như ô tô là chúng ta không làm được này, ví dụ xe máy chúng ta không làm ra được này đấy, ví dụ như là các cái máy tính gọi là chúng ta không làm được, máy vi tính laptop rồi là bookmark mấy cái thứ mà là công nghệ cao chúng ta không làm được, chúng ta phải chấp nhận nhập này. Mà nói tóm lại là Việt Nam nhập cụ nó 80% các cái mặt hàng trong nước rồi, sản để tiêu thụ trong nước rồi. Cho nên là nhập là cái chuyện bình thường, nhưng cái việc nhập muối là nó hết sức vớ vẩn đấy. Không có ai, có thể các bác nào có giải thích giúp em là hợp nhập muối ở đây nó hết sức vớ vẩn. Thế bây giờ thị trường trong nước sản xuất, thế bây giờ như nó tóm lại này nha, bây giờ biển chết đấy, không có biển bị ô nhiễm, không thể làm muối được, diêm dân bây giờ người ta sống thế nào đấy, nói thật là bây giờ diêm dân sống thế nào, những người làm muối thì họ bây giờ là bây giờ đi nhập mẹ muối rồi thì họ sống như thế nào, cuộc sống họ đã cơ cực trăm phần rồi, bây giờ lại thêm gọi là sống ở cái thời đại bây giờ là trên đe dưới búa, gọi là thập diện mai phục đấy, người dân khổ lắm. Chỉ có những cái lãnh đạo cấp cao, chỉ có những cái quan chức đấy thì mới cuộc sống mới sung sướng, đó là quan chức thì rất sướng đấy, quan chức ở các nước khác là đầy tớ của dân, nhưng mà riêng quan chức Việt Nam thì rất sướng, từ cái loại cấp xã loẹt quẹt thôi cũng đã ra oai con cóc chết rồi, đi lúc nào cũng nghênh ngang này này đấy. Thế cho nên là chỉ khổ dân thôi, mà cái thực trạng của Việt Nam là người dân 90% người dân người ta thờ ơ với chính trị, người ta coi chính trị như là một cái căn bệnh gọi là kênh bệnh truyền nhiễm, khi nói về chính trị một phát là bắt đầu họ lại bảo là làm được cái đéo gì mà lại cứ nói chính trị, làm được cái gì mới thôi nọ thế trai, vãi cứt luôn. Bản thân tôi có những người bạn đấy, tôi thấy tôi nói chính trị nhiều quá đấy, các bạn cho nên là bây giờ là nhà nhà live stream, người người live stream đấy. Thế cho nên là vì cái vấn đề lười đọc của người Việt, những cái bài viết của em hoặc là em đi sưu tầm được những bài viết rất hay và rất có ý nghĩa, thế nhưng mà chẳng mấy ai đọc, bởi vì họ ghét đọc đấy. Thế cho nên là thôi bây giờ em cứ làm thánh live stream đi, mỗi ngày em live stream một cái đấy, để cho mọi người biết được là cái vấn nạn xã hội hiện tại nó đang ở chỗ nào. Sáng nay vừa đọc một cái bài rất hay về cái vấn đề là nghiên cứu quốc tế, có một cái tác giả là tác giả Trịnh Ngọc Thoa có đưa ra một cái bài đó là gì nhỉ, bẫy nợ chiến chiến lược ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc đấy. Thế cho nên là Trung Quốc là một cái đất nước mà có khoảng xem nào 14 quốc gia về biên giới. Trung Quốc là một trong những cái nước mà tiếp giáp với rất nhiều nước đấy, tiếp giáp với cả
kiểu như Ấn Độ này, Nepal này, Sri Lanka này, Việt Nam này, rồi là Triều, Bắc Triều Tiên này, Nga này, Kyrgyzstan này, Turkmenistan này, rồi là Mông Cổ này, rồi là đủ, nói chung là phải đến 14, có đường biên giới với 14 quốc gia là một trong như thế. Cho nên là cái chính sách của Trung Quốc ấy là nó cứ cho vay những cái khoản đầu tư để xây những công trình. Mà tóm lại các bác muốn biết, các bác lên tường của em nhà em đọc cái bài đó đi. Đấy, em không nói nữa. Thế nhưng mà em bán nước mắm, bây giờ biển chết, cá cơm chết, không làm được nước mắm, không có muối, không làm được nước mắm, chỉ bổ béo mấy cái thằng nước mắm hóa chất thôi. Đấy, nước mắm truyền thống bị chết yểu, bị bức tử. Vậy là mấy ông làm nước mắm công nghiệp toàn hóa chất mi ấy không, ăn vào ung thư cả đám. Mà nói tóm lại như này, Việt Nam đã phụ thuộc kinh tế, chính trị vào Trung Quốc. Cho nên là nó chẳng cần đánh đấm con mẹ gì hết trơn á. Chẳng cần đánh đấm. Đấy. Nó siết nợ vào thôi là đủ chết rồi. Đến kỳ đáo hạn trả nợ cho nó bảo bây giờ nọc tiền ra đây, không có tiền đúng không? Cho tao tỉnh Cao Bằng đi. Đấy, cho luôn. Cho nên là cái đất nước này nó dần dần nó bị gặm nhấm. Mỗi lần nói thế này là cái bọn, không phải cái bọn, mà các bạn nói cho lịch sự. Các bạn đứng về phía chính phủ, thế sẽ vào report, sẽ vào tìm mọi cách để báo cáo, rồi là ăn cắp nick, rồi hack nick, rồi hack tài mật khẩu, hack tài khoản, các kiểu luôn. Nhưng bây giờ thằng Trung Quốc lắm tiền lắm. Bây giờ nó là chủ nợ của thế giới luôn đấy. Mỹ cũng phải nợ nó như chúa chổm luôn đấy. Donald Trump có những cái ký kết về hợp tác làm ăn với Trung Quốc mà xin mấy chục năm nay nó không cho cấp phép. Vừa mới lên được làm tổng thống, bắt đầu là mới gọi điện điện đàm giữa hai người đồng cấp, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với cả ông Donald Trump, là bây giờ là ông ủng hộ cái chính sách một Trung Quốc. Một Trung Quốc có nghĩa là sao? Hồng Kông, Macau, Tây Tạng, rồi Tân Cương, rồi là người Hồi, người Ngô Duy Nhĩ, rồi đặc biệt là Đài Loan. Một Trung Quốc, chính sách một Trung Quốc đấy. Bảo là những cái đấy là gọi là lãnh thổ của Đài Loan, à lãnh thổ của Trung Quốc, phải về Trung Quốc đại lục, nhưng mà còn lâu. Đài Loan nó tuy bé, nhưng mà tuy nhỏ mà nó có võ, thấy không? Tuy nhỏ mà nó có võ. Thằng Đài Loan còn lâu nó mới về. Từ cái ngày mà Quốc Dân Đảng mà đánh Tưởng Giới Thạch, mà họ mà Tưởng Giới Thạch chạy ra cái eo biển Đài Loan, mà phát là bây giờ mà nước, một đất nước Đài Loan là hùng mạnh, gọi là con rồng con hổ châu Á luôn. Nói về cái việc mà điện thoại, Đài Loan có rất nhiều những cái thương hiệu nổi tiếng, mà đất nước Đài Loan là có thể là được cạnh tranh. Nói chung là Đài Loan là nó vô địch thiên hạ. Nó bé tí như là cái củ khoai thôi, nhưng mà nó giỏi lắm. Và đất nước Đài Loan không bao giờ gọi là thuộc Trung Quốc cả. Đài Loan là Đài Loan và Trung Quốc là Trung Quốc. Đấy, cho nên là vì sao? Các bạn biết là có 3 cái thương hiệu điện thoại mà bây giờ, hiện tại bây giờ. Thằng iPhone thì thống trị rồi. Cái thằng Samsung của Hàn Quốc và thằng HTC của Đài Loan. Đấy. Các bạn đến Đài Loan các bạn sẽ thấy là 90% dân số Đài Loan sử dụng hàng nội địa. Có nghĩa là sử dụng điện thoại HTC. Người ta có tinh thần dân tộc rất cao. Người ta ủng hộ hàng trong nước. Việt Nam mình mắc bệnh là trưởng giả học làm sao cứ xính ngoại không. Ông nào cũng xính ngoại. Tôi nói con các bác ạ, em nói lung tung hết từ cái nọ sang cái kia rồi. Nhưng mà tóm lại này, 3.000 cây số đường bờ biển bây giờ để cho chó nhay mà sao lại không phải đi nhập khẩu muối à các bác? Đúng rồi.
Củ khoai nào, củ khoai thế nào? Củ khoai là nà nà củ khoai thế nào? Đài Loan hơi bị mạnh. Đấy. Đài Loan hiện tại ở Đài Loan có khoảng 400.000 cô dâu Việt Nam sang Đài Loan lấy chồng. Cũng giống như là tình trạng của Trung Quốc, họ cũng thiếu phụ nữ, cho nên là và những cái người phụ nữ Việt Nam muốn có cuộc sống sung sướng hạnh phúc thì bắt đầu mới hoặc là nhiều tiền đấy, thế là sang lấy mấy ông Đài Loan già cóc khú đế ra như là ông nội mình ấy, thế mà vẫn phải lấy, vẫn phải chấp nhận vì nghèo quá, vừa nghèo vừa thất học đấy, vừa không có trí tuệ, không có trình độ, cho nên là bắt buộc dắm mắt đưa chân lại chấp nhận lấy những ông chồng Đài Loan, Hàn Quốc hơn cả tuổi bố mình. Để đánh đổi, để họ đánh đổi, rất đáng thương cho những cô dâu Việt. Vì nghèo quá, vì muốn thoát nghèo, muốn giúp đỡ cha mẹ, muốn có tiền cho các em đi học, các cô phải hy sinh bản thân mình, lấy những ông chồng Đài Loan, Hàn Quốc. Già là một chuyện, lại còn ốm đau bệnh tật, lại còn bệnh hoạn nữa. Sang đấy đúng là làm những cái cô dâu của Việt Nam mà sang Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc đấy làm dâu ấy. Nói làm dâu cho nó oai chứ. Mẹ sang đấy làm con trâu cày ruộng cho chúng nó. Sang đấy làm nô lệ tình dục của chúng nó. Đấy, sang làm cái máy đẻ cho chúng nó. Chẳng báu bờ gì đâu. Cho nên là phong trào lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí có những cái như thế này này. Tất cả những người đàn ông Việt Nam, trước tiên là tôi sẽ gửi lời nhắn đến tất cả những cái người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, những người đàn ông Việt Nam đang ở đâu, làm gì mà để cho thân phận người phụ nữ Việt Nam bị chà đạp một cách mà nhục nhã như vậy. Đấy, trong những cái công ty môi giới lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, tất cả khoảng 30 cái những cái cô gái cởi trần truồng ra, không mặc một cái gì trên người, đứng vào một cái phòng kín để cho những cái người đàn ông Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan sờ nắn lên thân thể của mình và chọn lựa xem là lấy cô nào, chọn cô nào. Khi các bạn nhìn thấy hình ảnh đó, tôi thề những người có lương tri, có tâm can, các bạn sẽ đau. Các bạn đau một nỗi đau của người, cái thân phận người phụ nữ bị chà đạp, bị mỉa mai, mang ra như một món hàng, không còn gì đau đớn bằng khi mà họ phải lột trần truồng ra để cho những cái người đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan già khú đế hơn cả tuổi cha mình sờ nắn trên cơ thể để lựa chọn xem là ai sẽ là người mà ông ta sẽ lấy làm vợ. Từ khi nào mà thân phận người phụ nữ Việt Nam lại có thể mất giá và chịu cái sự mà sỉ nhục đến như vậy? Thì những người đàn ông Việt Nam ở đâu? Lãnh đạo cao nhất của đất nước này ở đâu? Đất nước Việt Nam chúng tôi là chúng ta là có rất nhiều những người phụ nữ giỏi. Chúng ta từ xưa nay, ngay từ cái thời bà Trưng, Trưng Trắc, Trưng Nhị. Đấy. Tại vì sao? Trong một cái câu hỏi tôi hỏi các bạn, nếu mà tôi nói tiếp tục đến cái vấn đề mà người thân phận người phụ nữ miền Việt Nam bị chà đạp, tôi sẽ lại phải khóc. Chó đeo mẹ. Tôi rất mau nước mắt bởi vì nó chạm đến một cái cảm xúc ở trong cái lòng tự tôn. Tự tôn, lòng tự hào dân tộc của tôi. Tôi cũng là phụ nữ. Đấy. Thế cho nên tôi nhìn thấy những cái thân phận người phụ nữ như vậy. Đau. Rất đau. Những người có lương tri các bạn cũng sẽ phải đau. Đấy. Không có phụ nữ thì làm gì có cái thế giới này. Ngay khi Thượng Đế tạo ra Adam để ông ta phải đơn độc trên cái thế giới này, ông ta kêu gào, ông ta buồn quá. Thế cho nên là Thượng Đế lại phải tạo ra phụ nữ, tạo ra Eva để cho Adam có người bầu bạn. Cho nên là vai trò của người phụ nữ được khẳng định, nếu mà trong lịch sử Việt Nam nhá, những người phụ nữ Việt Nam toàn là những nữ tướng từ thời bà Trưng, bà Triệu,
cho đến những cái vị tướng như là Bùi Thị Xuân, Lê Chân, đấy, những người phụ nữ Việt Nam. Cái vai trò và cái thân phận của người phụ nữ phải được đề cao trong cái xã hội bây giờ. Làm gì có cái chuyện mà bây giờ mà lại cười quần cười áo, đứng trần truồng nhồng nhộng như thế để chúng nó sờ nắn vào cơ thể, để chúng nó chọn chọn vợ. Đáng nhẽ nhìn vào cái hình ảnh đó ấy, chúng ta phải biết, chúng ta phải cảm thấy như là nhục nhã ê chề, và chúng ta phải làm thế nào để thay đổi. Mà nói tóm lại, nói đi nói lại, những người lãnh đạo họ có chức năng, họ có thẩm quyền, họ không tạo công ăn việc làm cho những người đó thì làm cho họ bắt buộc họ phải nhắm mắt đưa chân thôi. Nghe theo những cái công ty môi giới nói là lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc sẽ sung sướng, sẽ được một khoản tiền. Đương nhiên khi mà cô ta chấp nhận lấy những ông chồng già Đài Loan, Hàn Quốc là cô ta đã được một khoản tiền, và cái khoản tiền đấy sẽ được nhà trai trao cho gia đình của cô dâu 100 triệu, 200 triệu để bán con mình. Nhưng mà chúng ta không được quyền trách họ vì họ quá nghèo. Họ không có tiền, ốm đau bệnh tật một đàn con. Cho nên là cái người phụ nữ đó, cái bạn đó là phải hy sinh bản thân mình, chấp nhận lấy những ông chồng già. Đấy. Thậm không những già nhá, là còn bệnh tật nữa. Rất nhiều những cô dâu Việt nhận quả đắng khi mà đặt chân lên xứ người, khi mà về làm dâu. Các cô ấy tưởng là các cô ấy xem cái phim Hàn Quốc ấy mà. Các cô ấy tưởng là lấy được chồng ở những thành phố lớn như là Seoul, Busan, rồi Daegu à. Không có đâu. Về cái vùng biên giới, về những cái vùng quê, nó còn tệ bạc hơn rất nhiều so với cả vùng quê Việt Nam. Đấy, mỗi người một ngọn đồi, một ngôi nhà một ngọn đồi, sống ở đó. Tôi có xem một cái phóng sự về một cái cô này, sinh năm 1982 ở Bắc Giang. Khi mà cô đặt chân sang quê chồng, khi mà cô tới sân bay ở Seoul, Hàn Quốc, sau đó là chồng cô ra đón. Các bạn thấy là một cái hành trang mà lên cái hành trang để đi lấy chồng của cô ấy, nó rất là mỉa mai. Một cái túi xách tay như này, một cái ba lô đeo, ngơ ngác, tiếng tăm không biết, văn hóa không biết, tiền bạc không có, đặt chân đến sân bay Seoul, ngơ ngơ ngác ngác cầm tấm biển tìm chồng. Ông chồng ra bắt tay bắt chân ôm dẫn đi. Một cái sự lấy chồng mà nó không khác gì một cái cuộc trao đổi bán mua. Đấy. Thì khi mà lên xe ấy, cô ta đi hoài đi mãi. Cô ta đi đến hàng mấy trăm cây số, chưa thấy nhà chồng đâu. Những cái ngôi nhà cao tầng, những cái phố xá sang trọng, nó dần dần nó mất hút, nó thay thế cho những cái đường sỏi đá, những cái ngọn đồi. Đấy. Khi mà cô ấy đến nơi thì cô ấy ngồi sụp xuống và ôm mặt khóc. Đây chính là nhà chồng của cô ấy. Cô sẽ phải gắn bó hết cuộc đời còn lại ở cái mảnh đất lạ hoắc này. Văn hóa không biết, người thân không có, tiếng tăm không biết. Sau đó cô ấy phải chăm một bà mẹ chồng bệnh tật, bị liệt ngồi một chỗ. Ông chồng làm nghề cắt tóc, nhà ở nằm chênh vênh trên một cái ngọn đồi, xung quanh không có hàng xóm láng tỏi gì hết trơn á. Cô ta khóc, cô ta ngồi sụp, cô ta khóc. Nhưng cô ta không còn sự lựa chọn. Một khi đã nhắm mắt đưa chân, cô ta chấp nhận cái thân phận tủi nhục của mình, không được may mắn như những người khác. Cho nên là cô ấy chấp nhận ở đó. Nhưng một cái điều an ủi hơn nữa là anh chàng này cũng tốt với vợ, không đánh đập. Nhưng mà nghèo thôi, nhưng mà không đánh đập. Nhưng mà cũng cô này rất là cực, phải chăm cho bà mẹ chồng. Sau đó là lại lo lắng cái việc cơm nước, con cái. Ông chồng làm nghề cắt tóc, cô ấy không làm gì cả. Đấy. Chủ yếu là lấy vợ về để chăm cho cái người mẹ đó. Đấy, nhưng mà cô ấy có một người, cô ấy sinh một đứa con trai. Mỗi lần chiều chiều, trời mùa đông mà lạnh lạnh chiều chiều, cô ta nhìn về quê hương, nhìn về Việt Nam. Không biết là cô ta có phân biệt được hướng để nhìn về Việt Nam hay không, về đất mẹ của cô ta hay không.
nhưng cô ta chỉ có khóc thôi. Bởi vì mỗi lần mà khi mà buồn bã, nhớ nhà, nhớ quê hương, Tết đến xuân về, nhớ nhà, nhớ quê hương, cô ta không có khóc và tủi phận cho mình. Nhưng chấp nhận. Có rất nhiều những thân phận của những người phụ nữ, nếu như may mắn như được cái cô bé cô đó, thì nghèo khó, thì làm con trâu cày ruộng cho người ta, thì phải chăm bẵm mẹ chồng, chăm bẵm con, chăm bẵm chồng, nhưng không bị đánh đập. Có những người phụ nữ, ngay ở Đài Loan, cô bé này quê ở Vĩnh Long, khi mà làm dâu Đài Loan, bị cả nhà họ bạo hành, họ đánh đập. Cô không chịu nổi, cô phải bỏ nhà đi. Cô bỏ nhà đi thì bắt đầu ra bên ngoài, không giấy tờ, không tiền bạc, không biết nói thứ tiếng của họ, lang thang vất vưởng. Vậy là cô ta bị buộc cái tội là nhập cư bất hợp pháp, bị nhốt tù. Cuộc đời cô ta đã chấm dứt. Đấy, có hàng nghìn, riêng tại Đài Loan có khoảng, theo thống kê của cái cục người Việt tại ngoài nước, tại Đài Loan có khoảng 400.000 cô dâu Việt. Tại Hàn Quốc có hơn 100.000 cô dâu Việt, và tại Trung Quốc có khoảng 300.000 cô dâu Việt. Vì đâu? Vì cái đất nước này không có chỗ để các cô làm. Đấy. Bán thân bán mình, chấp nhận làm nô lệ tình dục cho những ông già bệnh tật ốm đau. Đau lắm, cực lắm. Đấy là nói về những cô dâu Việt. Thế còn những người lao động ở nước ngoài, đi lao động ở nước ngoài, tôi đã nói trong một những cái trực tiếp rồi. Quá khổ, quá vất vả, bị bóc lột nữa chứ, bị đánh đập, bị bạo hành, nói chung là khổ lắm. Thực ra bất đắc dĩ người ta mới phải bỏ nước để mà người ta đi, người ta tìm cái kế sinh nhai. Ở nhà mà có, mà ở quê hương không, lãnh sự quán ở các nước họ rất thờ ơ, họ rất vô cảm, họ không giúp đâu, một phần thôi. Bởi vì họ thiếu trách nhiệm. Đừng trông mong. Đấy. Một nạn nhân của chế độ này chính là chị Trần Thị Thúy Nga. Chị ấy đi lao động ở bên Đài Loan, qua môi giới cũng mất khoảng 150 triệu. Chị đi qua lao động ở Đài Loan, chị gặp một cái tai nạn, chị không làm được, chị đòi lại tiền. Chị không có một chế độ gì cả, bảo hiểm không có, chăm sóc sức khỏe không có. Đấy. Thế là chị đến cái công ty đó, chị đòi lại tiền, nhưng không ai bảo vệ quyền lợi cho chị cả. Chị là một người phụ nữ chân chất, học có mới lớp 3 thôi. Chị không biết thế nào là chính trị, thế nào là quyền của mỗi con người khi chị về nước. Chị ấy biết được cái thực trạng của Việt Nam như vậy, là chị là người mà đi giúp những người phụ nữ Việt Nam, những cái cô dâu Việt Nam tại Đài Loan bị đối xử bất công, bị bóc lột, bị cả chủ Việt Nam lẫn chủ Đài Loan bóc lột. Chị đấu tranh cho những cái việc đấy, đấu tranh cho quyền con người của Việt Nam, cho thân phận người phụ nữ Việt Nam. Nhà cầm quyền buộc tội chị đấy là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88, và bắt chị đấy vào ngày 24 Tết, trong vòng tay của hai đứa con nhỏ của chị. Phi nhân tính, vô đạo đức, bất nhân bất nghĩa. Có bắt đấy, thì qua Tết hãng bắt. Ngay 24 Tết nỡ lòng bắt người ta. Điều luật đó hết sức là mơ hồ và vu vơ. Thế nào là tuyên truyền chống nhà nước? Tôi biết tôi nói, họ sẽ làm khó dễ cho tôi. Họ làm đủ mọi cách, thậm chí họ còn chơi bài bẩn. Họ chơi chiêu bẩn đằng sau lưng tôi cơ. Nhưng mà tôi đéo sợ. Nếu tôi sợ, tôi không nói gì ấy.
tôi biết là những cái lời nói của tôi nó cũng chẳng bỏ gãi ngứa cho những cái nhà lãnh đạo của Việt Nam. Cái loại tép riu như tôi không đủ gãi ngứa cho chúng nó. Đấy. Thế nhưng mà sao? Tôi phải nói cho dân tộc tôi, phải quê hương tôi, cho đồng bào tôi, Việt Nam của tôi tự nhiên bây giờ rõ ràng là ở trên bản đồ thế giới. Nhưng bây giờ để nó gặm nhấm. Cái đất nước này, các bác hay nói vui với nhau, một cái cây cột điện nếu nó có chân nó cũng bỏ đi. Những người tài giỏi, điện đều đã đi hết rồi. Hoặc là họ không thể chịu nổi cái sự kìm kẹp của cái chế độ này, họ đã đi rồi. Đất nước này là cái đất nước của di dân. Tại sao? Ngày xưa, khi mà thực dân Pháp đô hộ đất nước ta, không có một người nào ra đi, không có một người nào bỏ nước. Đấy. Tại sao? Khi hòa bình lập lại đã giành được độc lập từ tay thực dân Pháp và Nhật. Đấy, trải qua hàng trăm cuộc chiến lớn nhỏ để mà giành lại độc lập. Vậy tại sao năm 1954 2 triệu đồng bào miền Bắc lại phải bỏ quê cha đất tổ để mà đi vào miền Nam? Tại sao? Sau năm 1975 tại sao 2 triệu đồng bào lại bỏ nước ra đi? 500.000 người trong số đó đã làm mồi cho cá mập trên Biển Đông, đã bị giết chết, hãm hiếp bởi hải tặc của Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia. Họ liều mình, họ ra đi, họ bỏ nước để họ ra đi, họ liều mình. Tại sao họ biết là đi là sẽ chết, mà họ vẫn thà chọn cái chết, chứ họ sẽ không ở lại cái đất nước gọi là cái đất nước mà chôn rau cất rốn, mà cái đất nước gọi là đất mẹ của họ. Năm 1954, cha bỏ quê. Năm 1975, con bỏ nước. Tại sao? Không có một người nào mà có lương tri mà họ tự nhiên họ muốn bỏ cái đất nước của mình để họ đi cả. 500.000 oan hồn chết trên biển, ai sẽ trả lại công bằng cho họ? Đau. Rất đau. Quay lại cái mốc lịch sử đó, bây giờ các ông, cuộc chiến tranh ý thức hệ, một bên là phe cộng sản và một bên là phe tư bản, các ông dùng 2 triệu thanh niên ưu tú để hy sinh cho một cuộc chiến vô nghĩa, cuộc chiến giải phóng miền Nam. Đấy, theo cái thống kê chính thức là 2 triệu, nhưng mà dân thường và quân lính phải chết với 3 triệu, hy sinh 3 triệu người vô nghĩa. Sau đó là từ những cái năm 1000 sau giải phóng đến mà khi mà cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cấm, không nhận người tị nạn ở Việt Nam sang nữa, thì cái phong trào mà vượt biên, vượt biển để tìm tự do vẫn diễn ra trong khoảng từ năm 1976 cho đến năm 1994. Nó mới chấm dứt. 18 năm ra đi, 18 năm tìm tự do. Cho nên là tại sao quê cha đất tổ mà họ lại bỏ đi? Để có lý do. Các ông thắng là các ông có chính nghĩa, các ông được viết nên lịch sử. Đấy, ok. Nhưng mà tại sao các ông lại đối xử với cái người mà gọi là chung dòng máu Việt Nam, chung một cái bọc gọi là đồng bào như vậy? Các ông đẩy đi người ta đến vùng kinh tế mới, đẩy người ta đến rừng thiêng nước độc. Đấy. Con cái người ta thì các ông xét lý lịch 3 đời, không cho học hành, không cho thăng tiến. Sau đó là các ông lại chơi cái bài đổi tiền, xin lỗi, là cái đấy là đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp, gia sản người ta mấy đời người ta làm được, vì mồ hôi nước mắt xương máu người ta đổ ra để ta tạo dựng cái gia sản. Các
ông vào cướp sạch chỉ có một chiêu bài là đánh tư sản và cải tạo công thương nghiệp. Tiếp theo đấy là bắt đầu là đổi tiền. Đau lắm. Đau lắm. Việt Nam ạ. Việt Nam tôi đâu? Những người thờ ơ với chính trị đâu hết rồi? Các bạn lên tiếng giúp tôi. Sống qua một kiếp người, chúng ta trải qua 6-70 năm. Đã nửa đời người rồi mà các bạn vẫn còn u mê ám chướng. Các bạn vẫn còn thờ ơ với vận mệnh của dân tộc. Giỏi các bạn, bây giờ các bạn sống được thêm được khoảng 10-15 năm nữa. Vì ăn hóa chất độc hại ung thư, bệnh tật. Ai ở Hà Nội làm ơn vào bệnh viện ca. Ai ở Sài Gòn làm ơn vào bệnh viện ung bướu để thấy rằng là cái tỷ lệ người mà bị bệnh ung thư đi vào trong đó như thế nào. Nó nhiều vô cùng tận luôn. Như đi chảy hội luôn. Tôi đã vào bệnh viện ca để thăm những bệnh nhân ung thư, những bệnh nhi ung thư. Tôi nói thật nhé. Cái người mà khỏe mạnh cũng vào đấy cũng thành ốm. Nằm la liệt gậm giường rồi hành lang cầu thang, nằm gọi là la liệt, những ánh mắt vô hồn, những cái nhìn vô cảm. Bởi vì họ chờ chết rồi. Có chạy chữa được thì mấy trăm triệu tán ra bại sản. Lên tiếng vì chính trị thì chúng ta mới sống được, con cái chúng ta mới sống được. Thế bây giờ ai cũng thờ ơ, ai cũng nhìn chính trị như là một căn bệnh hủi, một căn bệnh truyền nhiễm. Thế thì ai lên tiếng? 90 triệu dân, trừ mẹ nó ra 10 triệu là quan chức với cả gia đình của họ, đảng viên Đảng Cộng sản. Đấy, giỏi lắm ấy. Những người có thể nhận thức được, người ta biết được ấy. Cứ cho là được 1 triệu người đi. Từ Bắc chí Nam được 1 triệu người đi. Thế trừ bố nó đi, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo khó, không được tiếp cận thông tin. Cứ cho trừ mẹ nó đi 20 triệu nữa. Mới 10 triệu là 30 triệu. Thế còn 70 triệu, à quên, 60 triệu cái người dân Việt Nam ở đâu? Các bạn đang làm gì? Các bạn có thấy cái thực trạng của cái đất nước mình nó như thế này không? Các bạn không sợ hãi, các bạn phải nói lên. Đấy là quyền của các bạn. Tại sao các bạn lại thờ ơ, tại sao các bạn lại sợ? Một cái like các bạn không dám click vào, một cái share các bạn không dám share. Một cái quan điểm chính trị các bạn chơi Facebook để chém gió. Các bạn chơi Facebook để khoe quần, khoe áo, khoe đồ ăn, khoe hàng hiệu, khoe tình yêu, tình báo, khoe đi chơi du lịch, ăn uống đàn đúm. Chứ các bạn không dùng Facebook để mà hiểu biết, để mà truyền lửa cho những cái người mà người bạn của mình. Đấy. Và trại tâm thần ấy, bây giờ nó rất là đông rồi. Sống giết ở cái đất nước này, tâm thần hết một lượt. Đau lắm. 60 triệu dân Việt Nam có lương chi. Các bạn ở đâu? Các bạn hãy mạnh dạn. Các bạn hãy phát những cái like trực tiếp để nói lên những cái thực trạng đó. Các bạn hãy nói đi. Mới đầu các bạn không nói được, các bạn e ngại trước ống kính. Nhưng mà sau dần các bạn sẽ thành thục, các bạn sẽ nói được. Các bạn phải nói. Tại sao 60 triệu dân Việt Nam mà phải chịu cái sự đè đầu cưỡi cổ đè nén của 500 ông bà nghị gật ở trong Quốc hội, 19 cái nhân sự ở trong Bộ Chính trị. Tại sao? Tại sao? Why? What happened to this country? What happened? I don't understand. We have a 60 million people in here, in Vietnam. Speak out, stand up. Speak out, what do you think about the social situation? Why? Why are you scared? Why you fear?
Thế bây giờ đấu tranh cho xã hội Việt Nam để nó tốt đẹp hơn, trong đó có người nhà, người thân của các bạn. Cái đất nước này đâu có phải của riêng tôi, không phải của mình tôi, không phải của những cái người mà lên tiếng đấu tranh, mà của 60 triệu, nói rộng ra là của 90 triệu. Khi mà xã hội tốt đẹp, khi mà không có thực phẩm bẩn, những cái bạn, những cái người mà ở trong trong làm trong cơ quan chính quyền, cái đất nước tôi ấy, cái đất nước tôi ấy, tôi xin nhắn gửi đến những cái người bạn, những cái người mà làm ở trong chính quyền, các bạn nhiều tiền, các bạn giàu có, các bạn có thể ăn đồ nhập khẩu, nhưng cái hủy hoại môi trường sống của Việt Nam, các bạn đâu, các bạn cũng thở chung bầu không khí mà, đúng không? Các bạn thở chung bầu không khí với cả Việt Nam, với cả người dân Việt Nam. Cho nên là cái việc bạn bị ung thư là sẽ có. Vậy thì phải đấu tranh cho mình. Mới bây giờ cái môi trường sống của mình, Formosa nó xả thải, đấu tranh cho môi trường sống của mình. Bạn có dám thừa nhận với tôi là bạn bây giờ bạn nhập khẩu nước mắm từ Trung Quốc về, à từ Thái Lan, đấy, từ Nhật Bản về các bạn ăn. Các bạn có bao giờ các bạn dám chắc chắn rằng là các bạn không ăn thực phẩm bẩn không? Và các bạn có biết chắc chắn là bạn ăn, bạn đang ăn những cái gì vào? Trong cơ thể nó sẽ nạp được cái độc hại, cái hóa chất trong cơ thể bạn không? Cho nên là các bạn đảng viên, những người làm trong chính quyền, các bác hãy thức tỉnh hộ, hộ em cái. Dân chúng em đang kêu gào đây này, chúng em rất mệt mỏi. Em thề với các bác ấy, em còn chưa đi khám bệnh đâu. Em sợ em khám em mới phát hiện ra ung thư. Thà rằng em không biết, chứ em mà khám bệnh ra một đống bệnh ấy. Bởi vì em ăn uống, đồ ăn, thức uống và em đâu có biết là nó thế nào đâu. Em đâu có tiền, em đâu có nhiều tiền mà ăn đồ nhập khẩu. Em vào những cái nhà hàng của Nhật để em ăn sushi đâu. Em toàn ăn cơm bụi không à, ăn cơm lề đường không à. Em chẳng biết là cái cơm tấm đấy, họ trong đấy họ tẩm ướp cái gì trong cái miếng thịt đó. Em chịu. Nhưng mà bây giờ Việt Nam mình ấy, bây giờ em mà ăn ấy thì em chết từ từ, mà em không ăn thì em chết luôn. Thôi thả em chết từ từ đi thôi. Em chấp nhận em chết từ từ. Và rất nhiều người dân Việt Nam chấp nhận ăn để chết. Càng ăn nhiều càng ra nghĩa địa sớm. Người ta nói là ăn để sống, để tồn tại. Nhưng mà Việt Nam mình là ăn để chết. Vãi đái luôn. Xin phép các bác là hôm nay em chỉ phát like có 30 phút thôi. Đấy, tiền bán nước mắm thì mang đi cho trẻ em mồ côi, cho những bệnh nhân tâm thần, cho những hoàn cảnh khó khăn ở trong bệnh viện rồi. Đấy. Cho nên là mà sắp tới đây, cái nghề nước mắm của em nó lại cũng bị giải tán, phá sản. Biển chết, cá cơm chết, muối không có. Coi như cái nghề của em là không còn gì nữa. Các bác có thể kiếm cho em một cái nghề gì đấy để em làm không? À xin lỗi, em vẫn có hai công việc khác nhau, nhưng mà em muốn bán cái gì đó để kiếm tiền để đi làm từ thiện. Dạ em không hiểu lầm đâu ạ. Em biết là anh nói chơi mà, nói đùa mà, em hiểu. Em là người hiểu chuyện và em là một người vui tính. Cho nên là em không bao giờ mà bắt lỗi hay là những cái câu nói đùa đâu. Em lại chùm nói đùa luôn. Nói bậy chửi tục phải nói là hơn chí phèo. Chúng nó đang chẳng nói được em đâu. Hôm qua có đứa thằng nó vào, nó bảo mày là con chó cái, mày là con chó cái phản động. Em cũng chẳng cãi lại. Em bảo là ô bạn ơi, nếu mà bạn bảo tôi là chó ấy thì không đúng. Chó đâu biết nói tiếng người. Thứ hai, bạn bảo tôi là cái ấy, đúng, tôi giống cái mà. Tôi giống cái mà. Thế bạn nghĩ tôi là đàn ông à?
Đây, khúc nào ra khúc đấy đi mà lại lòi có lõm có đi mà lại bảo đàn ông là thế nào ta? Ấy, con chó cái phản động. Nhắn tin cho tôi, nó chửi tôi có con chó cái phản động. Thế nên là tôi rất là nhẹ nhàng, tôi nhắn lại là bạn ơi, mắt bạn có vấn đề. Bởi vì là chó thì không biết chơi Facebook, chó thì không biết nói. Đấy, chó thì không biết bán nước mắm. Với cả bạn phân biệt giống đực với giống cái ấy, mắt bạn cũng cái vấn đề chó cái là đúng. Và vấn đề bạn nói từ chó cái. Chó là tôi không chấp nhận, vì tôi không phải là chó, tôi là người. Chứ còn cái là đúng. Tôi đàn bà mà. Khúc nào ra khúc đấy mà. Lồi lõm có đây mà này, thì sao lại bảo là đực là sao ta? Đấy, cái mà. Tôi là cái 100%. Thích đàn ông nha, chứ không thích đàn bà. Đấy. Rồi là nó nhắn tin nó hù dọa. Con đĩ chó, con đĩ ngựa, mày ra đường bố đánh chết mẹ mày. Ô thế à? Mình bảo ô thế à? Đánh à? Nói chung là đánh thì cũng được, thế nhưng mà bạn mà đánh mà đừng để tớ tóm được đuôi nhá. Tớ đấm được đuôi là tớ sẽ kiện bạn đấy. Bạn có vào ngồi bóc lịch được không? Đấy, nói rất nhẹ nhàng tình cảm, không có việc gì phải chửi nhau mà chúng nó cả. Nên nó bảo là con đi chó, con đi gì nữa ta, con đi ngựa đủ. Em bảo là bạn ơi, còn con đi gà, con đi trâu, con đi bò, con đi giun, con đi dế, con đi rắn, con đi rết, con đi khủng long, con đi cá mập nào bạn nói luôn, con mẹ nó luôn đi. Nhận hết, hiểu chưa? Cho nên là cái vấn đề mà dọa dẫm ấy, cứ sợ. Các bạn là đàn ông, nam nhi đại trượng phu, đường đường chính chính. Các bạn muốn đánh, muốn giết, muốn chém, vô tư. Thế nhưng mà cái việc đấy các bạn sẽ phải trả giá rất đắt. Đừng động vào tôi. Đấy, các bạn sẽ gặp nguy hiểm đấy. Cho nên là tốt nhất là nói năng bằng, tranh luận với nhau bằng lý lẽ, dẫn chứng, phản biện rõ ràng, không bằng hăm dọa, không bằng kiểu như là chửi bới, hiểu không? Mà tớ lại đi học boxing rồi đấy, cho nên là cẩn thận, củi lửa đấy. Sắp tới đây học xong khóa boxing bắt đầu học ra karate. Karate là vừa đấm vừa đá, boxing là chỉ có đấm thôi. Đấy. Cho nên các bác đừng gọi em đang nói chuyện. Bác nào đấy đừng có gọi em tắt máy đấy. Như này. Sao ta? Khuyên các bạn phải đi học võ. Chúng ta phải phòng thân. Ra đường có rất nhiều những cái người mà họ sẽ em học võ đó, móc thầy của em dạy em cái chiêu là triệt bộ ấm chén. Các bác biết chiêu triệt bộ ấm chén là chiêu gì không? Triệt bộ ấm chén có nghĩa là nhắm vào bộ hạ của đối phương mà giật ngược lên. Đầu má nó có mà rời dáng nó luôn. Đấy là chiêu triệt bộ ấm chén. Đấy. Còn cái chiêu nữa là cái chiêu móc họng. Sư phụ dạy em 3 chiêu, nhưng mà em khoái nhất chiêu mẹ nó là triệt bộ ấm chén. Đó, triệt bộ ấm chén này này. Đặt tay như vị trí này. Nghiêng đầu xuống. Xoay tay móc ngược lên, tóm vào bộ hạ giật ngược. Mẹ nó có kể cả mà nó mà nó điếng hết người luôn nhá. Đàn ông đánh đàn bà là có cái chiêu đó đó. Những người phụ nữ đừng để bị bạo hành, đừng để chồng mình đánh. Chồng mình nó đánh mình ấy là phải triệt bộ ấm chén.
Các bạn nhớ, các bạn nữ liên nhớ nha, không để đàn ông, nó không để chồng mình nó bạo hành mình, nó đánh mình mà mình không đỡ được, mình làm thế nào đấy mình phải tóm được bộ ấm chén của nó, mình dập một phát nó có chết điếng cả người luôn đấy. Thề lúc đấy mà có trời sập nó cũng phải ngồi đấy luôn. Cho nên là những cái anh thanh niên, anh đàn ông, các anh mà có bộ ấm chén đấy, giữ cho nó kỹ. Đấy. Còn nếu như mà không biết đường giữ ấy mà bị phụ nữ họ triệt đấy, đừng có kêu. Còn em đi học mấy khóa ấy, kể cả karate boxing, em chỉ dùng vài chiêu thôi mà em khóa nhất chiêu triệt bộ ấm chén cho nó mới kinh được đấy các bác ạ. Chưa đủ nhưng mà cũng có thể được phòng thân được đấy. 30 phút rồi các bác ạ, em phải xin phép. Các bác có biết, chắc là ai ở đây cũng hiểu cái triệt bộ ấm chén là thế nào rồi đúng không? Đấy. Một cái ấm ở giữa nó có vòi, có hai cái chén hai bên. Đấy. Nếu như tất cả biết cái bộ ấm chén nó là cái gì rồi thì em không cần giải thích. Cái ấm là nó có vòi, còn cái chén là có hai cái chén hai bên. Đấy. Má mà triệt vào đấy là đủ má, là có mà ông rơi cũng chết, nhưng không phải nói là người thường nhá. À, động vào tôi là tôi mang cái bộ ấm chén, tôi mang dùng cái chiêu ấy triệt bộ ấm chén là mẹ mày, có mà thốn đến tận rốn. Ok. Bye bye. Em phải có việc, sếp em gọi, sếp em hẹn phải đi gặp phải đi đón khách hàng ở bên Úc về. Em xin lỗi, khách hàng đến đặt hàng, sếp em gọi rồi, cho nên là bye bye các bác. Yêu các bác rất nhiều. Đấy. Nhá. Chào các tình yêu, em yêu tất cả mọi người. Love you so much. I love you. Ok. Ai muốn mua nước mắm inbox cho em. Osake. Bye bye.